Một viên, cô Ly và những người bạn. Tập 20, nguy hiểm khi có tuyết rơi. Căn cứ Nam Cực đã hoàn tất. Và cuộc thám hiểm cần gì nữa đây? Cần một đội trưởng dũng cảm và xuất sắc. Đội trưởng? Phải, vì mình là người dũng cảm nhất và thông minh nhất ở đây nên mình làm đội trưởng. Được rồi, sao cũng được, trời lạnh lắm, cậu không vào trong à. Nè, các cậu phải thừa nhận mình là đội trưởng trước đi chứ. Ôi trời, hôm nay sẽ có tuyết rơi cả ngày. Đây có thể là trận tuyết lớn nhất trong năm. Thật tuyệt, chúng ta nên làm pháo đài và máy bay trực thăng bằng tuyết. Haley, vào những ngày tuyết rơi có xu hướng xảy ra nhiều tai nạn hơn bình thường. Điều này có nghĩa là chúng ta phải cảnh giác để giúp đỡ mọi người. Nhưng mình chắc chắn là cậu sẽ biết tất cả những điều đó rồi. Tất nhiên mình biết rồi. Có lẽ cậu cần một bài kiểm tra thử xem. Có một con quái vật tuyết. Đó là một con voi có 12 chân. Cái gì? Mình muốn xem thử. Có một con gấu bắc cực đi qua. Thôi nào, có lượt mệt. Và một đội quân của chim cánh cụt nữa. Đẹp ghê luôn. Biên tử. Sạc, đó là gì? Đây là đèn chiếu chòm sao của mình. Nó chiếu trên bầu trời đêm. Tuyệt phải không? Phải, rất đẹp. Đây là những gì chúng ta thực sự nhìn thấy ở Nam Cực. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cực quang. Nè các cậu, chúng ta hãy đến Nam Cực đi. Được. Gì vậy Johnny? Có chuyện gì vậy? Không, lối vào bị tuyết bao phủ rồi. Không nhìn thấy bên ngoài nữa. Toàn là một màu đen. Chúng ta có thể gặp rắc rối rồi đó. Cảm ơn các cậu, mình thực sự bị mắc kẹt. Spooky, mỗi khi tuyết rơi, con đường có thể trở nên rất trơn trượt. Và điều quan trọng nhất là cần phải đi chậm hơn ngày thường. Mình sẽ làm được. Chào Jean. Mọi người nghe đây, tụi nhỏ đang chơi trên đường Apple nhưng tới giờ chưa về nhà nữa. Đội cứu hộ đi tìm ngay đi. Đã hiểu rồi. Đây là cái bánh cuối cùng của chúng ta rồi đó. Chắc là bị đông. Chúng ta đều bị đông lạnh. Nếu chúng ta ở đây trong nhiều năm thì sao? Giống như khủng long hả? Peter, Johnny, Jack, nghe nè, nếu nghe thấy thì hét lên đi. Đây nè, anh chị nghe thấy không? Peter, Johnny, mình nghĩ họ không thể nghe thấy đâu. Mọi thứ kết thúc rồi. Đợi một chút. Tụi em ở đây. Đây nè. Nghe không? Cái gì vậy? Mình thấy rồi. Được rồi, bắt đầu. Mấy đứa không sao chứ? Cũng may tụi em đều an toàn. Cảm ơn. Khi tuyết rơi dày đặc vậy, có một số điều cần phải ghi nhớ. Vào mùa đông, hãy chú ý đến dự báo thời tiết để xem trận tuyết rơi sẽ như thế nào. Vào những ngày có tuyết rơi dày đặc, tốt nhất nên ở trong nhà. Và nếu phải đi ra ngoài, hãy nhớ đeo găng tay, khăn quàng cổ, giày giữ ấm và một cái gì đó để bịt tay lại. Luôn nói với gia đình em sẽ đi đâu và khi nào quay về. Nếu có điều gì đó xảy ra và cần trợ giúp, hãy thử càng nhiều cách càng tốt để báo hiệu cần sự giúp đỡ. Trong khi chờ người tới giúp, hãy di chuyển xung quanh để giữ ấm cho nhiệt độ cơ thể và vẫn phải bình tĩnh. Dạ hiểu, tụi em sẽ làm hết. Mọi người, tuyết hết rơi nữa rồi. Trời, đâu bông tuyết không vậy? Thật sao? Được rồi, đâu
làm những gì mình muốn. Chụp lại. Chụp lại. Mục tiêu, Poly và những người bạn. Tập 21, an toàn khi mua sắm. Vậy, ba nói hôm nay là sinh nhật mẹ sao? Đúng vậy, tối nay chúng ta có thể ăn mừng tại nhà. Ha ha, thật tuyệt vời. Con hy vọng bánh sinh nhật là sô-cô-la. Không, hả? Sô-cô-la là vị yêu thích của anh thôi. Phải là vị dâu tây. Không, sô-cô-la. Bánh sô-cô-la. Bánh sô-cô-la. Peter, con phải luôn nhìn về phía trước. Có tiệm bánh kìa. Đợi em đã. Đúng là trẻ con. Bánh sô-cô-la đó nhìn tuyệt vời quá đi. Trái dâu tây kìa. Một cái bánh phô mai. Không phải sô-cô-la sao ba? Cũng không phải gì dâu tây sao? Bánh phô mai là bánh mà mẹ tụi con rất thích. Cô anh đi, anh muốn bỏ vô hộp không? Bỏ đó cô. Xong rồi nè, không sao đâu. Cảm ơn anh Bật. Cửa thang máy kẹp tay nó quá nhanh. Cửa thang máy có thể gây ra nguy hiểm bất ngờ. Chúng ta luôn phải cẩn thận trước khi đưa tay vào đó. Lần sau em nhớ để ý nha. Em biết rồi. Mua cái này được đó. Tụi con chưa được chọn thứ gì cả. Tụi con cũng giúp ba chọn món quà cho mẹ chứ. Đúng vậy. Chúng ta tự đi chọn quà cho mẹ đi. Nhưng làm thế nào? Ba mua xong rồi. Con quay lại đi. Dừng lại. Cuối cùng cũng dừng lại rồi. Tụi con chỉ muốn chọn quà cho mẹ thôi phải không? Dạ, tụi con cũng muốn chọn đồ trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của mẹ nữa. Ba không nghe tụi con nói. Ba tự chọn hết tất cả mọi thứ. Tụi con nói đúng. Ba xin lỗi tụi con nha. Nè, chúng ta hãy cùng nhau chọn món quà sinh nhật của mẹ con nha. Dạ. Cái này. Tuyệt vời. Ba nghĩ mẹ con sẽ thích món quà này. Hay quá. Nào, tới lúc về nhà rồi. Ba ơi, con thấy mỏi chân quá. Con muốn ba ẵm con sao? Peter, con cầm giúp ba nha. Dạ. Ba ơi, khi mẹ về nhà, trước tiên á, chúng ta hãy tắt hết đèn. Như vậy sẽ làm cho mẹ ngạc nhiên. Mẹ sẽ mừng lắm cho coi. Được rồi, con nhớ nhìn về phía trước, đừng đi lung tung. Con biết con đang làm gì mà. Peter! Con! Peter! Em có sao không? Dạ, em không sao. Cảm ơn chị nhiều lắm. Làm như vậy thật sự rất nguy hiểm, con thấy không? Dạ con biết rồi. Con xin lỗi vì đã đi đứng không cẩn thận. Peter, trung tâm mua sắm có thể rất vui, nhưng chúng ta cũng cần bảo vệ an toàn. Thang cuốn không phải là nơi để chơi đùa. Đừng nhìn xung quanh và nhảy lung tung. Luôn luôn cầm chặt tay vịn. Coi chừng những thứ như dây dài chẳng hạn. Nếu bị kẹp, em sẽ vấp ngã hoặc tệ hơn. Trẻ em không nên tự mình đẩy xe mua sắm đi lòng vòng. Nếu đang vội vã đi đến một nơi nào đó, đừng có chặn cánh cửa tự động của thang máy. Thay vào đó, hãy đợi một lát cho đến khi cửa mở hoàn toàn mới đi vào. Tụi em đã hiểu chưa? Hiểu rồi em ba. Robert, mấy đứa, về rồi nè. Ta-da! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
nè. Món quà này do tụi nhỏ chọn để tặng em. Đẹp quá, mẹ thấy thích quá đi à. Cảm ơn tụi con. Không có gì. Một phim Bully và những người bạn. Tập 22, thời điểm để chơi tuyết an toàn. Thật tuyệt vời. Xin chào. Cậu không biết là chạy nguy hiểm lắm sao? Mình là người nhanh nhất ở đây mà. Đó là những gì cậu nghĩ thôi. Cậu không thấy sao? Không ai có thể vượt qua được tốc độ mà mình đang chạy. Khi cậu tuột lại phía sau, đừng để tuyết bắn vào mặt nha. Cái gì? Cậu mất thời gian bao lâu? Cậu đúng là một người chậm chạp. Chậm hả? Mình nhanh lắm đó. Mình không biết cậu đang nói gì hết. Và mình không nghĩ rằng cậu có thể đánh bại mình trong một cuộc đua. Nè, thôi đi. Mình thách cậu đấu lại mình đó. Mình muốn chiến thắng thêm một lần nữa. Các cậu dừng lại có được hay không? Chào các cậu. Hayley, nãy giờ cậu đi đâu vậy? Ở đây có quá nhiều việc cần phải làm đó. Hãy làm việc này sau đi. Mình muốn đi trừ tuyết. Tụi nhỏ đang chơi ở ngọn đồi đường Apple và mình thấy vui lắm. Ngọn đồi đường Apple sao? Chỗ đó có thể rất nguy hiểm. Họ đi một mình sao? Họ cần phải cẩn thận khi đi xuống một ngọn đồi dốc. Mình sẽ đi kiểm tra xem. Mình cũng sẽ đi với cậu. Hả? Mình cũng muốn đi. Hayley, cậu phải ở lại đây cho đến khi cậu xúc hết số tuyết ở chỗ này. Nhưng những gì mình muốn là đi trượt tuyết. Cậu có nghĩ ngọn đồi này hơi cao không? Ôi trời ơi, bây giờ có ai đang khóc không vậy ta? Mình không sợ. 1, 2, 3, rồi chúng ta bắt đầu được chứ? Được rồi. 1, 2. Mình đi trước đây. Nè, quay lại đây. Như vậy là anh Giang. Mình không nghe thấy đâu, cậu chạy chậm quá. Thôi nào. Mình không thể thua được. Xem đi, mình vẫn là người nhanh nhớ. Xin lỗi, nhìn mình đây. Xin lỗi Johnny, hẹn gặp lại nha. Chỉ cần thừa nhận mình thắng. Không đời nào. Hayley nói tụi nhỏ đang ở đâu. Trời ơi, họ đi nhanh như vậy sao? Ngồi vô đây và mình thắng. Johnny, coi chừng. Mình không nghe cậu nói đâu. Vậy là mình chiến thắng rồi. Coi chừng đó. Peter, em ổn chứ? Dạ em ổn. Cảm ơn rồi. Nghe nè, tụi em không biết nguy hiểm như thế nào hay sao? Tụi em có thể đã bị thương rất nghiêm trọng đó. Tụi em sẽ không làm chuyện này một lần nữa. Mấy đứa chỉ biết trượt tuyết là một trò chơi rất vui trong mùa đông. Nhưng mà tụi em phải ghi nhớ, đừng đi bất cứ nơi nào quá dốc hoặc không phải là con đường chính. Chỉ chơi ở những nơi được chỉ định. Đua xe có thể rất nguy hiểm vì tụi em đi quá nhanh hoặc không chú ý. Đi cùng nhau và luôn tập trung vào phía trước. Trước khi chơi thể thao trong mùa đông, hãy đảm bảo tụi em đã khởi động và sẵn sàng thực hiện. Nhớ phải đội mũ bảo hiểm đệm đầu gối và găng tay để bảo vệ. Hãy ghi nhớ rằng an toàn luôn là điều quan trọng nhất. Dạ, tụi em sẽ làm tốt hơn em ơi. Hmm.
Mọi người sẵn sàng chưa? Dạ. Vậy thì bắt đầu. Cuối cùng cũng tới giờ chơi. Hayley. Cậu còn chưa xúc hết đống tuyết mà. Nhưng mình chỉ muốn đi xe trượt tuyết. Hayley, đưa lại cánh quạt của cậu cho mình đi. Mục tiêu Bully và những người bạn. Tập 23. Hãy cẩn thận ở ga xe lửa. Em thật sự rất vui khi được đi biển. Mẹ ơi, lái xe nhanh hơn đi, mẹ lái chậm quá. Có một chuyến xe lửa trong ngày mà con. Biển. Tôi không muốn đi biển quá rồi. Cái gì? Xe lửa đã rời đi rồi. Chỉ một phút trước thôi. Chuyến xe lửa tiếp theo khởi hành sau 40 phút nữa. Vậy là gần như cả tiếng rồi. Ôi không. Một ngày thật đẹp trời. Em hả? Cái gì? Còn chưa đi sao? Dạ, lỡ chuyến xe lửa rồi. Nhưng mà đang đợi chuyến tiếp theo đi. Peter. Dạ. Con đã vượt qua vạch đường an toàn rồi kìa. Quay lại, đứng đó rất nguy hiểm con à. Dạ. Mẹ ơi, còn bao lâu nữa thì xe lửa mới tới vậy mẹ? Chắc là khoảng 10 phút nữa. Mẹ ơi, còn bây giờ thì sao? Peter, con cứ hỏi hoài vậy con. Bây giờ thì sao, mẹ ơi. Peter. Xe lửa đang vào ga. Xin hãy đứng ở vị an toàn. Tới rồi. Tới rồi. Tới rồi. Được rồi. Chúng Peter, ta đi thôi. Đừng chạy một mình như vậy con. Đừng lo lắng mà mẹ. Peter. Chân con bị kẹt rồi mẹ ơi. Đó là lý do không được chạy đó. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Dạ vẫn ổn. Có vẻ như con đang rất vội vàng. Hôm nay con sẽ được đi biển chơi đó. Tụi con sẽ bơi và chơi trên cát. Ồ, xe lửa đến bãi biển ở phía bên kia. Cái gì? Ôi không. Vậy là sẽ không bao giờ được đến bãi biển rồi. Hành khách xin chú ý. Tất cả các chuyến xe lửa đến bãi biển đều bị hoãn lại do một vụ đá rơi. Không có cách nào. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này sao? Và đang cố gắng khắc phục sự cố. Vậy là xong rồi. Hả? Amber, tụi mình đã dọn hết tảng đá rồi. Được rồi Bully, vậy thì mình sẽ đi bằng xe lửa. Được rồi Amber. Chú đi được rồi đó. Tuyệt vời, cảm ơn tụi con rất nhiều. Vậy là xe lửa đã hoạt động trở lại rồi. Chúc may mắn Trino. Xe lửa đang vào ga. Xin hãy đứng ở vạch an toàn. Vui quá đi, chơi ở biển thật sự rất vui đó mẹ. Mẹ cũng vậy, lần sau đi nữa nha. Yeah. Mẹ ơi, con muốn đi nhà vệ sinh. Được rồi, được rồi, đi với mẹ nào. Peter, coi chừng hành lý nha con. Dạ. Hành khách xin chú ý, xe lửa đến bãi biển sắp vào ga rồi. Tới rồi sao? Sớm hơn những gì mình nghĩ. Mẹ ơi, xe lửa đang đến kìa mẹ. Nhanh lên. Mình nên làm gì giờ ta? Được rồi, con sẽ lấy hành lý lên trước. Không được lỡ chuyến nữa. Cái túi. Hả? Kino hiện đang tiến vào nhà ga xe lửa đây. Cái gì vậy? Là một đứa trẻ sao? Con mau đi chỗ khác đi, anh tránh đường ra. Chuyện này thật sự rất nguy hiểm Peter à. Con xin lỗi, con nghĩ rằng nên đẩy hành lý đi trước. Peter, em cần phải hết sức cẩn thận trên ga xe lửa. Em không nên chạy và chơi gần đường ray, vì em rất dễ bị té trên đường ray. Luôn luôn đứng trong vạch an toàn trong khi chờ xe lửa tới.
đừng đẩy người trước mặt hoặc những hành khách khác, vì sẽ khiến họ rơi vào khoảng trống. Lên xe lửa một cách có trật tự, ngay cả khi em đang vội. Nếu em bị rớt cái gì trên đường ray, đừng bao giờ nhảy xuống đó lụm lại. Thay vào đó, hãy nhờ nhân viên nhà ga giúp đỡ. Em hiểu chưa? Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Cuối cùng thì đã sẵn sàng chưa? Dạ. Đi biển thôi. Được rồi, đến lúc đi thôi. Chúng ta lên được thôi. Một viên Bully và những người bạn. Tập 24, an toàn khi ở hồ bơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ba, chúng ta xuống hồ bơi được chưa? Chúng ta vào trong hồ bơi nha chú. Chưa đâu, điều quan trọng là phải làm nóng trước. Sẵn sàng. Ribbit, 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 ribbit. Chú đang làm gì vậy chú? Ếch bơi lội rất tuyệt vời phải không? Ribbit, 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 ribbit. À, nước ấm quá đây. Gan quay. Phan đã cho đi. Peter. Cậu không có biết bơi phải không? Cậu quan tâm làm gì? Peter, không có vấn đề gì đâu con, chỉ cần học thôi mà. Chỉ cần học với chú là con sẽ biết bơi ngay lập tức. Thật không chú? Đầu tiên hít vào, sau đó thở ra. Chỉ cần học như vậy thôi, con thử đi. Thôi đi Johnny. Đây là cách giữ cho đôi chân thẳng. Wow, con đang tự bơi đó. Để con tự bơi mà chú. Peter, đi nào, con sẽ làm được. Hai chân cứ tiếp tục đạp đi, gần tới rồi. Đúng rồi, con đã làm được. Bây giờ con biết bơi rồi. Cậu đã làm rất tốt, Peter. Johnny, chúng ta hãy bơi đến bên kia đi. Được rồi. Khoan đã, nhớ là đừng bơi chỗ sâu nha. Ê, miễn con cứ có thứ này là con sẽ bơi tốt thôi. Tới giờ nghỉ của tôi, mọi người ra khỏi hồ bơi ngay đi. Chúng ta vào trong kiếm gì nhẹ nhàng ăn đi. Đi ăn thôi. Tất cả những gì anh cần làm là quăng như vậy. Nó phồng lên ngay lập tức. Và anh đã sẵn sàng hỗ trợ người cần sự giúp đỡ. Cảm ơn em Bơ, nhờ em hết đó. Anh hãy giữ cái phao ở đây đi. Tốt quá. Chụp lấy. Cô chú. Tuyệt vời. Chuyện gì vậy? Ông, chú có ổn không vậy? Chú phải đi nhà vệ sinh, hai đứa chơi tiếp đi nha. Ba không thể đi bất cứ đâu. Sao cậu lại đánh mạnh như vậy? Rồi, để mình đi lượm. Giờ chỉ cần chút xíu nữa thôi. Chút xíu nữa. Peter làm việc tốt. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Mình sẽ nhảy xuống đó lượm lại. Gì? Cậu không thể. Phía bên này sâu lắm đó. Mình chỉ cần nhảy vào đó một phút rồi sẽ lên liền. Đợi đã Peter. Thấy được rồi. Johnny, sẵn sàng để bắt bóng đi. Bạn tôi bị té xuống nước. Ở đây nè, làm ơn giúp chơi. Mình còn sống. Peter, em vẫn ổn chứ? Dạ, giờ em đã thấy khá hơn nhiều. Peter, em may mắn lắm, em có biết hay không? Em xin lỗi chị nhiều. Chú không nên bỏ mấy đứa ở lại đây một mình. Peter, Johnny, chị muốn nói một số quy tắc an toàn khi ở hồ bơi.
khi chơi trong nước nên sử dụng các dụng cụ an toàn như cái phao hoặc áo phao. Đừng bao giờ tự mình bơi trong nước sâu. Cố gắng làm nóng một chút trước khi bơi để tránh bị chuột rút. Nếu nhảy vào nước lạnh một cách quá nhanh, có thể gây ra các vấn đề tim mạch. Hãy dành thời gian để làm quen với nước và bơi từ từ. Đừng bao giờ chạy trên sàn hồ bơi vì nó thường ẩm ướt và trơn trượt. Trước khi nhảy xuống, hãy chắc chắn về độ sâu của nước. Đừng đi bơi ngay sau khi ăn no. Hãy để thời gian tiêu hóa thức ăn. Tụi em làm được không? Dạ được. Em mơ. Và từ giờ trở đi sẽ không rời mắt khỏi hai đứa. Dạ. An toàn hơn nhiều. Nhưng tụi con không phải là trẻ nhỏ. Làm ơn. Một phim Bully và những người bạn. Tập 25 An toàn khi chơi bóng. Mình hiểu rồi. Dành bóng đi cho Johnny. Nè sạc. Sạc nhận bóng. Sạc, cậu không sao chứ? Cậu phải né ra chứ. Xin lỗi, mình thật sự không giỏi thể thao chút nào. Mình còn không thể bắt được một trái bóng. Để mình đá lại nha. Các cậu cứ chơi đi. Sạc, đợi một chút đi. Hả? Mình chắc chắn cậu giỏi cái khác mà. Phải, chúng mình sẽ tìm môn thể thao cậu thích. Thật không? Em đi đi, xong rồi. Cậu không sao chứ? Trước khi bắt đầu chơi thì chúng ta phải khởi động trước. Bằng cách đó chúng ta sẽ ít có khả năng bị trật chân. Em sẽ làm điều đó từ bây giờ em bơ. Em cũng vậy. Tốt, chị rất vui. Sạc chứ. Mình sẽ cố. Rồi, mình ném nha. Cái gì vậy? Không vậy. Em xin lỗi anh. Cậu đã sẵn sàng chưa? Hít. Wow, nhìn kìa. Cậu làm tốt quá. Thật sao? Cố lên. Cậu làm được mà. Được rồi. Sắp vô rổ rồi. Có lẽ cậu xem xong thì cậu sẽ làm được. Thấy không? Vô. Ồ không. Tránh ra. Đừng bao giờ chạy ra đường như vậy. Phải nhìn đường chứ. Dạ xin lỗi. Nếu như đi ra đường như vậy em có thể gây ra một tai nạn rất nghiêm trọng. Tốt, sắp làm được rồi. Hãy thử lại lần nữa đi. Cậu đang làm rất tốt. Không có một quả bóng. Không thành vấn đề, hãy để cho mình. Cẩn thận đó. Đừng lo lắng, dễ như ăn bánh thôi. Chỉ cần một chút nữa thôi. Sắp được rồi. Xong rồi đó. Peter. Mình không thể giữ được lâu nữa. Mình sẽ rơi xuống đó. Mình sẽ tìm người giúp. Cố lên đi ta. Mình không thể giữ lâu hơn được nữa đâu. Đi ta. Đi ta. Em không sao chứ? Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chỗ đó cao quá, em đã rất may mắn khi không bị thương. Em thật sự xin lỗi chị nha. Chị biết một vài quy tắc bảo vệ em an toàn. Đừng bao giờ đu ở khung thành bóng đá hoặc khung bóng rổ. Em có thể bị thương rất nặng.
Hãy khởi động đúng cách trước khi em bắt đầu chơi thể thao hoặc tập thể dục. Hãy chú ý đến những người xung quanh mình để họ không bị thương. Chơi ở khu vực an toàn, cách xa chỗ đông người và xe hơi. Đừng bao giờ đuổi theo một quả bóng ra đường mà không kiểm tra xem có xe không. Tốt nhất là vậy, hãy nhờ người lớn giúp mình lượm quả bóng. Tụi em có thể xử lý đúng không? Dạ, tụi em làm được mà em ơi. Cậu làm được mà sát. Nhanh nào. Mình biết cậu có thể làm được mà. Thật là tuyệt vời. Đúng là tuyệt quá rồi. Một viên, Bully và những người bạn. Tập 26. Đố vui về an toàn. Xin chào em ơi. Xin chào mấy đứa. Ủa? Đó là gì vậy? Giờ đang có cuộc thi đố vui về an toàn cho trẻ em. Tụi em nên đăng ký. Dạ đúng. Em không giỏi về cái này. Mình cũng không. Không đúng rồi. Hãy nghĩ về tất cả những bài học an toàn mà em đã học rồi em sẽ làm được. Nhiều lắm đó. Rồi chúng ta tham gia nha. Được. Đăng ký nào. Công dân của thị trấn Rooms, chào mừng đến với cuộc thi đố vui về an toàn cho trẻ em. Mình rất lo lắng. Đừng lo lắng. Chúng ta đã trải qua rất nhiều rồi, sẽ ổn thôi. Được rồi, câu hỏi đầu tiên là: khi mưa bão, lựa chọn an toàn nhất là đi tới chỗ cao hơn hay đứng cạnh một cây cột điện? Đúng chọn chữ O và sai chọn chữ X. Cái gì chứ? Làm sao biết là đúng hay sai vậy ta? Cái nào đúng? X, đi bên X đi. Và câu trả lời đó là X. Sẽ có khả năng đánh vào những vật dụng kim loại. Cũng may mình đúng. Câu hỏi tiếp theo là: khi đang ngồi trên xích đu, luôn luôn giữ chặt bằng cả hai tay. Mình biết câu trả lời. Nhưng mà có một lần mình phải mình phải chọn là đúng thôi. Câu trả lời là đúng. Nếu không giữ chặt thì mình có thể sẽ bị ngã và bị thương. Giữ chặt hai tay cho an toàn. Mình sẽ chung sai rồi. Câu hỏi tiếp theo: khi đua xe đạp với bạn bè của mình ở trên đường thì có nguy hiểm hay không? Đứng bên cạnh chữ O là đúng và chữ X là sai. Có lần mình đang đua xe cùng với Johnny đã bị té ngã ở trên đường. Và câu trả lời là O là đúng. Nếu quá tập trung vào việc đua xe thì có thể sẽ bị thương. Mình biết là đúng mà. Mình cũng biết. Ôi trời ơi, Peter tiếp tục trả lời đúng kìa. Con của anh mà. Xem video này và chọn câu trả lời đúng. Trong các ví dụ sau thì ai là người đang sử dụng cầu thang một cách chính xác? Lựa chọn thứ nhất, những đứa trẻ đang chơi khi đang xuống cầu thang. Lựa chọn thứ hai, đứa trẻ trượt xuống tay vịn cầu thang. Lựa chọn thứ ba, đứa trẻ cầm tay vịn khi đang bước đi. Những lần mà Johnny và mình đang đi chơi đùa trên cầu thang, mình suýt chút nữa là bị thương nặng rồi. Và câu trả lời là lựa chọn thứ ba. Tại sao mình không chọn số 3? Câu trả lời là 1. Luôn luôn cầm chặt tay vịn khi đang đi thang cuốn. Đúng rồi. Câu trả lời là 2. Ngay lập tức phải làm sạch chất lỏng bị đổ. Và câu trả lời là 2. Nước và điện không được để dính với nhau. Peter thực sự có thể chiến thắng cuộc thi. Anh nói có thể là sao chứ? Peter. Và bây giờ chúng ta hãy lắng nghe câu hỏi cuối cùng của cuộc thi này. Nếu mình trả lời đúng thì mình sẽ là vô địch. Và câu hỏi là: chúng ta nên làm gì nếu ở ngoài trời có một cơn gió mạnh? Lựa chọn thứ nhất, hãy vận động để giữ ấm cho cơ thể. 2. Đeo khẩu trang để giúp ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn. Hoặc 3. Tìm nơi trú ẩn trong tòa nhà gần nhất. Hoặc yêu cầu đội cứu hộ giúp đỡ. Johnny, đó không phải một trong những lựa chọn. Đúng là khó chọn thiệt. Đúng là khó thiệt.
mình không biết nên chọn cái nào hết. Có phải là một, có phải là hai, hay có thể là ba. Tất cả đều có vẻ đúng. Peter, con làm được mà. Chỉ cần suy nghĩ kỹ. Em biết anh có thể làm được. Đó là câu hỏi cuối cùng. Mọi người đang ủng hộ em. Peter, em có thể làm được. Hãy nghĩ về tất cả những bài học an toàn mà em đã học rồi em sẽ làm tốt. Amber nói đúng. Vận động cơ thể của mình trong thời tiết lạnh giúp giữ ấm cho mình. Đeo khẩu trang giúp ngăn ngừa vi trùng lây lan xung quanh. Và cơn gió, cơn gió mạnh rất nguy hiểm. Nếu em đang ở ngoài trời với một cơn gió mạnh, em nên tìm nơi trú ẩn trong tòa nhà gần nhất. Câu trả lời là 3. Tìm nơi trú ẩn để tránh gió, tìm tòa nhà gần nhất và đi vào bên trong. Câu trả lời đó có đúng không? Làm ơn đúng đi. Mình không biết có đúng không nữa. Mình không dám nhìn. Cuối cùng, câu trả lời là 3. Làm được rồi. Peter là nhà vô địch của cuộc thi đấu tiếng Anh. Peter, xin chúc mừng em nha. Cảm ơn em bơ. Em là nhà vô địch rồi. Ba ẩm nhà vô địch lên đây. Một viên Bully và những người bạn. Tập 14. Chơi đùa an toàn trong khu vực núi. Jin, xong hết rồi. Tất cả tín hiệu đã được chuẩn bị xong. An toàn tuyệt đối. Mình cũng không thấy có tổ ong hay là rắn ở quanh đây. Cảm ơn mọi người nhiều. Giờ thì tụi nhỏ có nơi an toàn để chơi rồi. Jin, sẵn sàng đi tìm kho báu thôi. Được thôi. Hayley, thôi nào, như vậy thì dễ quá. Truy tìm kho báu sẽ chỉ thú vị khi cậu phải tập trung đi tìm một thứ gì đó mà thôi. Mình biết rồi. Nếu ổn rồi thì tụi mình đi tuần đây. Được rồi, cảm ơn nhiều. Thật đó. Mình đâu quá. Coi kìa, có một con thỏ. Hả? Thật sao? Lúc nào cũng bị gạt. Cái gì? Peter, trả lại đây. Không trả, xúc xích này ngon lắm. Mình phải ăn. Được rồi, sẵn sàng đi tìm kho báu như các em. Kho báu nằm trong khu vực này, không ai được bỏ đi xa hết, có biết chưa? Dạ. Yeah. Cậu nghĩ nó ở đâu? Johnny, dấu vết quá rõ ràng rồi. Tìm được rồi. Mình cũng có nè. Peter, họ tìm được rồi kìa. Yên tâm đi Johnny, tụi mình chung đội mà. Mình là chuyên gia tìm kho báu. Người ta luôn giấu chúng ở những nơi này nè. Bớt bớt đi, chỉ là hòn đá thôi. Sao lạ vậy, nhìn giống như gợi ý lắm mà. Coi nè, tìm được rồi. Hả? Không biết có gì trong này. Chắc đây là cách duy nhất để tìm rồi. Hả? Cái gì vậy? Là một cái nơ. Dễ thương quá Johnny. Johnny, hả? Mình sẽ đổi bánh để lấy cái nơ. Được thôi, cảm ơn xin đi. Sao? Hai cậu đâu có được đổi như vậy đâu. Peter, tìm được gì con? Cậu ấy chỉ tìm được có một hòn đá thôi. Cậu ấy nói mình là chuyên gia. Nhưng dĩ nhiên, mình không cần nó. Cứ chờ nó đi. Mình sẽ tìm được kho báu đẹp hơn hai cậu. Ở đây cũng không có gì hết. Họ đem giấu đi đâu rồi ta? Hay quá, vừa đúng lúc luôn. Đã nói mình là chuyên gia rồi mà. Chắc chắn là ở trong đó đang giấu giải thưởng gì thú vị lắm. Đúng rồi. Cứu, làm ơn cứu với. Mình kiểm tra cabin xong rồi. Mau quay lại thôi. Có ai nghe thấy không? Hả? Cứu. Cậu nghe gì không? Là Peter. Ơi không, làm ơn đừng gãy mà. Peter. Rồi.
Em không sao chứ? Suýt nữa là có chuyện thật rồi. Em xin lỗi chị nhiều lắm. Em không nên tách khỏi các bạn khi vui chơi ở khu vực cổng quan sơ, vì có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngoài ra khi vào khu vực không rõ, có thể em sẽ gặp những động vật hoang dã chưa được thuần hóa, và không được hái hay ăn bất cứ thứ gì mọc trong rừng, vì có thể bị trúng độc. Thiên nhiên có rất nhiều thứ xinh đẹp cho chúng ta ngắm, nhưng cũng rất dễ bị đi lạc, nên lúc nào cũng phải đi theo người lớn. Hiểu không, Peter? Dạ em hiểu rồi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn nữa. Hôm nay đi chơi vui ha. Peter, cậu có tìm được gì không? Có chứ sao không. Mình cũng chưa mở nó ra nữa nè. Cùng xem nào. Sao kỳ vậy? Chả có gì. Sao mà không có gì ở trong này hết vậy? Một viên, Bully và những người bạn. Tập 15. Đừng đi tới nơi nguy hiểm. Bắt cóc là khi có người dẫn tụi con đến nơi tụi con không muốn đến. Điều quan trọng nhất là không được đi một mình, đặc biệt ở nơi yên tĩnh và hẻo lánh, mà phải đi chung với một nhóm, biết chưa? Dạ. Nếu có người muốn tóm lấy mình và cố gắng đưa mình đi thì nên làm gì hả? Tôi không quen chú, đừng chạm vào tôi, ai đó giúp tôi với. Rất tốt đó, đừng quên điều này. Cửa hàng đồ chơi sẽ về shopper ra rồi vào ngày hôm nay. Đi thôi nào. Dạ, mình sẽ mua được cái đầu tiên, bởi vì mình biết một con đường tắt. Trời hơi tối rồi. Nè nhóc. Đi, tôi không quen đâu, ai đó giúp tôi với. Chú ý như vậy là tốt. Hả? Tại sao cậu lại làm như vậy vậy? Cô giáo mới dạy chúng ta là không được đi vô chỗ hẻo lánh một mình đó. Johnny, hôm nay Super Dragon sẽ về hàng, mình phải đi đến đó. Wow, Super Dragon, cha, mình sắp gặp cậu ở đó. Chờ đã, chờ mình chứ. Hãy xem cái này đi. Có một vụ bắt cóc đã xảy ra ở thị trấn bên cạnh. Hả? Khuôn mặt nghi phạm được camera ghi lại. Trông hắn như một người ông tốt bụng, không có vẻ đáng sợ chút nào. Những kẻ bắt cóc không phải lúc nào cũng là những người lạ đáng sợ, mà có thể là những người nhìn có vẻ tốt bụng hoặc người mà đứa trẻ từng quen biết. Để an toàn thì mình sẽ tăng cường tuần tra. Mọi người xin hãy cảnh giác. Chắc rồi. Đây nè, kem sô-cô-la chỉ dành riêng cho con thôi. Con cảm ơn chú. Mà con đang đi một mình có phải không? Jesse, còn xong chưa vậy? Mình sắp thành công rồi. Mấy hôm nay không có phụ huynh nào để con đi một mình hết. Chờ đã, có kem kìa. Không Johnny, chúng ta phải đi ngay. Chúng ta có thể ăn rất nhanh. Nhanh lên Johnny, không phải bây giờ đâu. Hôm nay kem mình ăn miễn phí. Miễn phí hả? Kem của tụi con đây. Con cảm ơn chú. Vậy tên của tụi con là gì? Con là Johnny và bạn con tên là Peter. Chúng ăn một cách rất ngon lành. Tụi con có thích mèo không vậy? Hôm trước chú tìm thấy một con mèo con đi lạc, có lẽ tụi con sẽ thích đó. Con yêu mèo, con muốn có con mèo. Vậy sao tụi con không đi xem thử? Wow. Đi theo chú. Johnny, cậu giỡn với mèo mà đúng không? Mình đưa mèo về nhà mình. Peter, cậu đã có Buddy ở nhà rồi, cậu ấy sẽ không thích con mèo đâu. Mình đoán là không. Tụi con không thể lấy con mèo được. Không sao đâu, dù sao chú cũng cần phải đến bưu điện gửi đồ. Tụi con biết đường đi có phải không? Dạ biết chứ. Không ai hiểu thị trấn Rum như tụi con đâu. Vậy thì hãy vào đó và chỉ đường cho chú đi. Được thôi. Super Dragon. Đúng rồi. Chúng ta nên đi ngay. Xin lỗi nha chú. Cảm ơn chị em của chú. Trời ơi, đau bụng quá đi. Không biết chú bị sao nữa. Tụi con hãy giúp chú có đi. Có tụi con ở đây rồi. Đợi đã, hãy gọi cho đội cứu hộ. Đội cứu hộ sao? Không.
Đến đây. Hả? Đừng có lằng nhằng nữa. Vào trong xe tải đi. Hãy để tôi đây. Buông ra. Có ai không mà cứu tôi với. Cứu tôi. Peter, cứu với. Cứu với. Hả? Chuyện gì vậy? Có ai không? Ai đó làm ơn cứu với. Johnny, dừng lại. Con không muốn đi với chú. Nè, chỉ cần vào trong đó và giữ im lặng. Đi thôi. Con nghe bán ra đi. Tốt nhất là mình nên đi khỏi đây thôi. Dừng lại. Em có ổn không? Ở đó đi. Ông sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Tôi cần một luật sư. Ba. Con có ổn không? Ba rất vui vì con đã an toàn. Nè mấy đứa, cuối cùng cũng an toàn rồi ha. Chị rất vui vì tụi em ổn. Hãy nhớ rằng nếu có một người lạ đề nghị mua đồ chơi hoặc đồ ăn, tụi em phải nói không và bỏ đi. Nếu có một người lạ hỏi đường hoặc nhờ chúng ta tìm thú cưng bị mất, hãy nói với họ rằng mình không thể giúp đỡ và bỏ đi. Nếu người lạ nói rằng thành viên trong gia đình tụi em bị bệnh, trong mọi trường hợp tụi em không nên đi với bọn họ. Thay vào đó hay gọi điện thoại cho người nhà và cho họ biết những gì đang xảy ra. Tụi em hiểu không? Dạ, cảm ơn em bơ. Thỏ tiêu rồi, Super Dragon. Em thật sự muốn mua nó. Vậy chúng ta có nên đi mua ngay hay không? Hả? Thật sao? Ba ơi, chúng ta có thể đi cùng nhau không? Tất nhiên rồi con. Ba là giỏi nhất. Cứ người chết tuyệt vời nhất. Một viên, Bully và những người bạn. Tập 16, bị cảm lạnh rồi. Johnny, nhìn cái này đi. Cái gì vậy? Ủa, sạc đâu rồi? Hôm nay nghỉ học vì cậu ấy bị cảm. Quá tệ rồi. Mình không chờ được nữa. Mình sẽ đến Dreamland vào cuối tuần này. Dreamland? Phải. Mình sẽ được chơi trò tàu lượn siêu tốc và những chiếc xe điện đụng. Quá, có giá hay đó. Coi chừng Johnny, thô thiển quá rồi đó nha. Xin lỗi, Peter. Mình không chờ được nữa. Chị chạy chứ. Chào mừng mọi người đã trở lại. Mình thích khẩu trang con heo, thật là hài hước quá. Jin, cậu thấy không được khỏe sao? Jin, cậu có bị cảm lạnh không? Có chút chuyện xảy ra ở xung quanh thị trấn Dreams. Trong trường hợp này thì cậu đeo khẩu trang là đúng. Điều này giúp cho số lượng vi trùng lây lan trong không khí được giảm bớt đi đáng kể. Có ý nghĩa lắm. Tốt lắm, mình cũng có một cái cho Hailey đây. Cảm ơn, mình cảm thấy ổn. Hãy tránh xa mình ra. Đeo thử đi Hailey, mình không cần đâu. Đeo thử đi. Đây là Peter. Cú đá đẹp. Dạ, dù lưng. Được rồi, Johnny, mình đã ghi bàn. Peter, mình nghĩ rằng mình cần phải về nhà và nằm nghỉ ngơi. Trời ơi, cậu đã mệt rồi hả? Phải, hẹn gặp lại sau. Johnny làm mất hình tượng quá. Peter, nhanh lên anh bạn. Thôi được rồi. Hãy bắt đầu đá tiếp thôi nào. Mẹ ơi, con về rồi. Ừ, mẹ thấy con rồi. Bánh đẹp quá, trông thật tuyệt vời. Không được như chị. Con cần phải đi rửa tay sạch sẽ chứ. Con sẽ đi rửa sau. Peter, mẹ và em đã làm bánh để đem đến Dreamland vào ngày mai. Anh chỉ ăn một ít thôi mà. Hay. Chúng ta sẽ làm vườn thú và pháo hoa. Ngày mai mình có thể đến đây sớm. Cuối cùng cũng tới lúc đi tới đó rồi. Wow, cuối cùng chúng ta cũng có thể đi rồi. Hôm nay đúng là một ngày tốt để đi chơi. Robert, anh đem đủ đồ chưa? Anh đã mang theo cơm trưa và máy chụp hình rồi nè. Đem tấm bạc chưa vậy? Anh sẽ đi lấy ngay em yêu. Lần nào cũng vậy hết. Peter, con bị cảm rồi hả? Dạ không có, con rất khỏe mà mẹ. Thật sao? Dạ chắc chắn. Rồi con đẩy vali ra xe nha. Xem có hoàn toàn ổn không. Tại sao mình cảm thấy chóng mặt vậy ta? Mình chắc chắn sẽ ổn khi đến đó mà. Bây giờ đã có tấm bạc rồi. Peter. Hả? Mau giúp anh ấy đi. Peter.
Hả? Chuyện gì đang xảy ra? Không, hãy cẩn thận. Peter. Peter. Ôi, em ấy bị cảm lạnh và sốt. Con đã cho em ấy một số thuốc hạ sốt rồi. Cảm ơn Amber. Rum lên. Em ấy nghỉ ngơi vài ngày là sẽ thấy khỏe hơn thôi. Được rồi. Cảm giác thật tuyệt khi được ra ngoài đường. Chào buổi sáng. Xin chào Peter. Xin chào Amber. Giờ em cảm thấy thế nào rồi? Em cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi ngủ một giấc như chị nói. Em không bao giờ muốn bị bệnh nữa đâu. Em có thể ngăn ngừa cảm lạnh bằng cách làm một vài điều đơn giản. Thật sao? Nếu người xung quanh bị cảm lạnh, em nên đeo khẩu trang bảo vệ, tránh virus lây lan. Rửa tay thường xuyên và đánh răng thường xuyên sẽ giúp loại bỏ bất kỳ vi trùng nào mà em đã từng tiếp xúc. Nếu em không mặc quần áo ra ngoài thì hệ thống miễn dịch của em có thể suy yếu. Nhớ giữ ấm cơ thể vào những ngày lạnh. Nếu em ho hoặc hắt hơi vào tay thì sẽ lây lan virus sang bất cứ thứ gì em chạm vào. Khi hắt hơi thì che miệng của em vào trong khuỷu tay hoặc khăn giấy. Nếu em bị cảm lạnh rồi thì hãy nghỉ ngơi thật nhiều và uống nhiều nước. Hiểu chưa vậy? Dạ em hiểu rồi chị. Mẹ ơi, chúng ta có thể đi đến Rumland ngay không? Con đã khỏe thật chưa? Thật mà, 100% luôn đó. Có lẽ chỉ mới 80% thôi. Không mẹ, con ổn hơn rồi. Con chỉ bị dị ứng thôi à. Một viên, Bully và những người bạn. Tập 17, đừng chạy trên cầu thang. Mấy đứa, mau xuống đèn sáng đi. Con đến đây mẹ. Anh bị trễ rồi, Lucy tránh ra. Peter, con có thể làm em gái bị thương đó. Và đừng có nhảy xuống cầu thang như vậy. Dạ xin lỗi mẹ, con không nói nữa. Con phải đến trộn đây. Peter. Xong rồi, vấn đề đã được giải quyết. Tôi xin lỗi vì đã gọi chú tới sớm như chị. Không sao đâu. Khi mình vui vẻ thì thời gian trôi nhanh thiệt. Tôi cần phải đi rồi. Ôi trời đất ơi, chú có ổn không? Con đã băng bó cho chú xong rồi. Cảm ơn con Amber. Kể từ bây giờ hãy cẩn thận hơn khi đi cầu thang. Chú sẽ nhớ lời con nói. Đây là buổi lễ khai trương cửa hàng đồ chơi mới của chúng tôi sau giờ học hôm nay. Cindy, chào buổi sáng. Xin chào sạc. Cậu chậm hơn mình rồi đó. Không, cậu mới chậm hơn. Tránh ra một chút nào. Tránh ra cho mình. Nè, chạy gì nhanh vậy? Cậu không thể chạy lộn xộn trên cầu thang, nguy hiểm lắm. Nhưng xin đi, chúng tôi chạy. Mình chiến thắng rồi. Vậy không được làm vậy, ăn gian quá Peter. Đúng là hết nói nổi. Hôm nay cô sẽ kết thúc với ghi chú này. Lắng nghe mấy đứa à, sáng nay xảy ra một tai nạn trên cầu thang. Cô muốn tất cả các em phải cẩn thận khi lên xuống cầu thang, có biết hay chưa? Dạ. Thấy không, mình đã nói với cậu rồi, các cậu phải cẩn thận khi đi cầu thang. Peter, mình nghĩ rằng chúng ta cần phải thi đấu lại. Đấu gì chứ, cậu quá chậm. Cậu nói cái gì? Đây là gì? Cửa hàng đồ chơi mở chào hôm nay. Cửa hàng đồ chơi mới hả? Giảm 50% mua shopper ra gần kìa. Chúng ta cần đến đó ngay bây giờ. Peter, trước tiên chúng ta cần phải đua một lần nữa trừ khi cậu sợ mình. Johnny, mình có thể đánh bại cậu trong giấc mơ. Là những giấc mơ ngọt ngào. Trời ơi, không có bằng. Hai người đó sẽ không bao giờ hiểu được. Lần này mình sẽ chiến thắng. Không có đâu hả? Tránh ra. Cậu tránh ra. Dừng lại. Đau quá. Mình đã nói là sẽ thắng mà. Chưa xong mà. Chờ đã, cuộc đua chưa kết thúc đâu. Johnny. Chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại dừng lại đột ngột như vậy chứ?
Mình nghĩ rằng cửa hàng đồ chơi ở đây, nhưng không phải vậy. Để mình xem thử. Nó ngay đây mà ta. Nó ở ngay dưới đó. Hãy đến cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi chỉ còn một con Super Dragon thôi. Họ chỉ còn một con Super Dragon. Và nó sẽ là của mình. Biết rồi. Không, con Super Dragon sẽ thuộc về mình. Không công bằng. Hả? Có phải... Đến mua đi nào. Và Peter và Johnny. Không thể cho cậu ta thắng được. Xem mình tuột đây. Hãy gặp lại Johnny. Không công bằng. Peter, em có sao không? Dạ, cảm ơn chị nhiều. Mấy đứa, chơi xung quanh cầu thang vậy là không an toàn. Là lỗi của tụi em mà, Amber. Chúng ta sẽ nói một số quy tắc an toàn, vì vậy hãy lắng nghe. Cầu thang có thể rất nguy hiểm nếu tụi em không quan sát thật kỹ. Nếu tụi em chơi với bạn bè trên cầu thang hoặc trượt xuống lan can, có thể sẽ bị thương. Vì vậy tụi em hãy nhìn thẳng về phía trước và giữ chặt tay vịn khi lên hoặc xuống cầu thang. Nếu cầu thang đông người đi thì hãy đi bộ thật chậm, giữ khoảng cách giữa mình và người phía trước. Hiểu chưa vậy? Dạ, em hiểu rồi em bơ. Peter, Super Dragon. Chú gì ơi? Hãy bán Super Dragon cuối cùng cho con đi chú. Không, mình đến đây trước. Super Dragon, chú vừa bán cái cuối cùng rồi tụi con. Cái gì? Trời ơi. Nhưng con cần cái đó mà chú. Một viên, Bully và những người bạn. Tập 18, bị mắc kẹt trong thang máy. Làm sao mình biết lạc đà sống ở đâu chứ? Lạc đà sống ở sa mạc. Wow, cậu thật thông minh. Còn cá sấu, chúng sống ở trong đầm lầy. Đây là câu hỏi cuối cùng. Cậu có biết khỉ đột sống ở đâu không? Mình nghĩ rằng mình đã quên cái này rồi. Có thật không? Vậy thì vẫn còn một câu hỏi. Làm sao đây? Mình hiểu rồi. Chúng ta có thể tìm trên mạng. Các cậu có thể sử dụng máy tính tại nhà của mình. Máy tính hả? Được rồi, hãy đi chơi trò chơi điện tử đi. Ấy là đi làm dự án nghiên cứu thôi. Chúng ta đi thôi. Hả? Nhanh lên sạc. Có vẻ như đã hoạt động bình thường rồi. Làm ơn giữ cửa giùm. Tôi nợ chú một lần. Cậu có biết nếu cậu chặn cửa đột ngột như vậy thì thang máy có thể sẽ bị hư hay không? Tôi không biết. Đó là lý do tại sao thang máy thường xuyên bị hư, là vì sự bất cẩn của mọi người. Tôi rất xin lỗi, tôi sẽ không làm điều đó nữa. Sạc, cậu đâu tải xuống trò chơi nào? Peter, tới làm bài tập chứ không phải để chơi đâu. Chúng ta chỉ chơi một chút thôi và sau đó làm bài tập về nhà. Peter, hãy xem cái này. Johnny, đây chỉ là cái thang máy. Lần đầu tiên cậu đi thang máy. Phong cảnh bên ngoài tuyệt vời quá. Nhìn đó kìa, chúng ta có thể thấy tòa thị chính. Mình thấy rồi. Nè hai cậu không được dựa vào đó đâu. Chúng ta đã tới chưa vậy? Chưa tới, có chuyện gì vậy? Có khi nào thang máy bị hỏng không? Các cậu có sao không? Làm thế nào chúng ta ra khỏi đây? Mình có một ý kiến. Ai đó giúp tôi với. Chúng tôi bị mắc kẹt ở bên trong. Có ai không? Có nghe thấy không? Bình tĩnh lại đi. Mình không muốn thang máy rơi xuống lần nữa đâu. Chúng ta phải làm gì? Bấm nút khẩn cấp đi. Mình kiểm tra thang máy ở đây nữa là hết việc. Có ai nghe thấy không? Có vấn đề gì? Thang máy đột ngột bị dừng lại và tụi con kẹt trong này rồi. Ông tới liền đây. Hãy cứu tụi con ra ngoài. Đội cứu hộ nghe đi. Tất cả mọi người hãy đến Room Villa ngay lập tức. Ở đó có một tai nạn. Được rồi. Ở đây, ở đây.
Đừng lo lắng chú Builder, tụi con sẽ cứu họ. Roy và mình sẽ lên mái nhà để cứu tụi nhỏ. Haley, cậu chuẩn bị đồ để tụi mình đu dây lên. Được rồi. Amber, cậu có thể kêu tụi nhỏ bình tĩnh không? Được, Bully. Mấy đứa, có nghe không? Amber, cứu tụi em đi. Tụi em sợ thấy cái chơi không nữa. Đừng lo lắng, đội cứu hộ đang ở đây. Tụi em chỉ cần giữ bình tĩnh. Được rồi, tụi em sẽ cố. Bully, cậu sẵn sàng chưa? Đi, Roy. Được. Rồi, chuẩn bị cân cẩu. Được rồi. Hả? Tụi em có ổn không? Ollie. Chị rất vui vì tụi em an toàn. Cảm ơn chị đã cứu tụi em. Sạc, nhấn nút khẩn cấp là việc làm đúng đắn nhất đó. Đây là thời điểm hoàn hảo để nói về an toàn khi đi thang máy. Khi tụi em đi trong thang máy, hãy chắc chắn rằng dây dài và quần áo của mình không bị kẹt ở cửa ra vào. Đừng giữ cửa để cửa không đóng lại. Đừng bao giờ nhảy lên nhảy xuống khi ở trong thang máy hoặc đập vào cửa, vì như vậy thang máy có thể dừng lại. Nếu như thang máy dừng lại rồi thì đừng bao giờ cố gắng mở cửa ra, nếu không có thể rơi xuống dưới. Việc tốt nhất nên làm là giữ bình tĩnh, sau đó nhấn nút khẩn cấp và chờ đợi mọi người đến giúp đỡ. Thật dễ dàng có phải không? Dạ, tụi em hiểu rồi em ơi. Thang máy có thể hoạt động lại ngay bây giờ rồi. Xong rồi ha. Sạc, chúng ta mau đi chơi game đi. Đi nhanh nào Sạc. Chờ đã, chúng ta phải làm bài tập về nhà trước. Nè mấy đứa, nhớ là đừng có chạy nhảy ở trong thang máy đó. Dạ tụi con biết rồi. Một viên Bully và những người bạn. Tập 19, an toàn khi sử dụng điện. Wow. Vui quá à. Còn nhiều nơi để đến nữa đó. Đi thôi nào Monster Truck. Thật là tuyệt vời. Được rồi, cho mình chơi thử đi Johnny. Được rồi, nhưng chỉ một lần thôi. Được rồi, Monster Truck. Chuyện gì vậy? Có bị hỏng không? Hết pin rồi đó. Nhưng chỉ cần để lên đây, cắm vào sẽ được sạc pin ngay thôi. Wow, Johnny, mình có thể sạc pin mình mang về nhà nha. Cái gì? Không được, mình chỉ có một chiếc thôi. Chúng ta giao dịch đi, robot của mình đổi chiếc xe của cậu. Nè, cảm ơn Johnny. Peter, cậu có thể mượn trong một tiếng, sau đó đem trả cho mình. Con về rồi. Sạc ở đâu bây giờ ta? Những pha lừa bóng của cầu thủ đội này rất chậm. Nhưng may mắn là đội kia còn chậm hơn. Peter, cầu thủ số 7 này có bóng. Chậm lại cho mẹ đi, mẹ đang làm việc trên máy tính mà. Đây là cầu thủ số 9. Được rồi, mình sẽ dùng cái này. Peter, con làm ba không coi được rồi nè. Được rồi, cũng không phải cái đó. Vậy cái này nha. Không được đâu. Để lại ổ cắm đó cho em. Được rồi. Mình có thể sạc ở đâu đây? Mình biết rồi. Làm vậy là tốt nhất. Cuối cùng cũng xong rồi. Peter, con làm gì vậy? Thật nguy hiểm khi cắm tất cả các ổ cắm cùng một lúc. Johnny cho con mượn Monster Truck của cậu ấy và con chỉ sạc pin thôi. Monster Truck? Con đã làm bài tập về nhà chưa vậy? Xin hãy cho con thêm chút thời gian nữa. Lát nữa con phải trả lại rồi. Không Peter, làm xong bài tập trước đi. Mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy mà mẹ ơi. Robert, em đi ra ngoài một chút nha. Được rồi, em đi đi, tạm biệt. Có vẻ như mình không phải hoàn thành bài tập về nhà trước rồi. Chiếc xe đâu ta? Đây rồi. Được rồi, chỉ cần kéo ra ngoài. Như vậy thôi.
Hả? Có chuyện gì vậy? Cuối cùng thì mình cũng có thể chơi Monster Truck. Làm ơn chạy đi mà. Bốc mùi quá. Nếu mình rửa sạch thì chắc chắn là nó sẽ có thể hoạt động. Peter, đây. Đợi mình chút. Mình tới đây lấy lại Monster Truck. Nhưng Johnny đến sớm quá. Được rồi, đây nè. Nhưng sao bị ướt vậy? Mình cũng không biết nữa. Vậy tại sao không hoạt động? Có bị hỏng không? Dạ. Không phải vậy đâu. Mình nghĩ chỉ cần nạp năng lượng là sẽ hoạt động thôi à. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Cắm nó vào. Cậu ổn chứ? Cháy rồi. Giúp cháy rồi. Cháy trong nhà của Peter. Cháy rồi. Mau lên, tránh xa chỗ này ra đi. Được rồi. Rồi, đỡ hơn chưa? Rồi em Bo, em thật sự cảm thấy rất sợ. Peter, chị nói em nghe, từ giờ em phải luôn cẩn thận với các thiết bị điện. Nếu như em cắm hoặc rút bất cứ thứ gì từ ổ cắm bằng tay ướt là một việc rất nguy hiểm. Nếu có gì đó bị ẩm ướt thì em có thể bị điện giật rất nghiêm trọng. Nếu em rút vít cắm bằng cách kéo dây điện như vậy thì em có thể làm xước bên ngoài có thể đầu dây điện ra. Thay vào đó phải luôn luôn cầm chặt vít cắm. Cuối cùng, đừng bao giờ cắm quá nhiều vít cắm vào một ổ cắm cùng một lúc vì có thể quá nóng và gây ra quả quạng. Hiểu chưa vậy? Em hiểu rồi Amber, và em hứa sau này em sẽ cẩn thận hơn. Em cũng sẽ cẩn thận. Ôi không.